sau tuần mấy buổi? À, bữa giờ đang nghỉ. Còn lâu mới chứ. Bữa giờ đang chưa đi. Đi học rồi hôm nay có. Có em đi phải đi dạy cho nó. Cuối tuần. Chứ không là anh tới tối với em là mưa à. Bỏ xe vừa rồi đi nước đây em Cúc. Xe vừa rồi đây có gì nước không?
Yeah.
Ê. Ai chơi?